xin chào mọi người. Con xin tự giới thiệu, con là Thùy Dương và con 11 tuổi yếu. À, Tết này con mới 11 tuổi nha. Và con cao 1m41 và con nặng 37kg. Con xin tự giới thiệu, con là Trần Thị Mỹ Duyên. Con 10 tuổi tại sinh nhật lần thứ 10 của con đã qua rồi. Và con nặng khoảng và con cao 1m26. Con nặng 30. Và hôm nay con sẽ làm món xúc xích nướng. Và cái đó là yêu cầu của một chị. Và xúc xích nướng không thì con thấy quá bình thường, nên con sẽ nướng bằng vũ khí bí mật, dĩa xanh. Đó, con sẽ nướng bằng cái dĩa mọi người. Nhưng mà nướng bằng cái dĩa này là xúc xích chưa chín mà cái dĩa hư rồi mọi người. Rồi bây giờ con sẽ bắt đầu làm nha. Đó, xúc xích thì con sẽ cắt thôi nè, dấu ít để ca cho nó nở cho đẹp nha. Bây giờ con sẽ cắt tiếp. Thì ơi, xúc xích này giờ ăn được chưa? À, xúc xích này, má ơi, xúc xích này là xúc xích còn sống đó cha. À, hiểu rồi. Vậy tôi mới đi nướng đó. Mọi người có thấy hôm nay tôi con mặc áo đẹp không? Sáng chói lọi luôn. Đi ra đường sợ bò gần chết. Thôi lâu mà không đứa nào mà áo đỏ là nãy giờ bò cũng. Vậy, nhớ lại. Bò cũng kỵ màu vàng. Ừ. Thì bây giờ đớm sợ chứ tôi đâu có sợ đâu. Thì con sẽ cắt phô mai nha mọi người, để chờ đem ra đi hấp nó trong ngoài công điện á, để cho nó chảy ra. Thì con sẽ bỏ cái này vô chén rồi bỏ vô nồi cơm coi để cho hấp ra. Chứ nhiệt độ này nó không chạy nổi đâu mọi người, để 300 năm nó cũng nhảy nữa. Đó, con sẽ bỏ cái dĩa lên nè. Bật lên. Chị ơi, dịnh dĩa lại. Nghiêng quá rồi kìa. Mọi người có sẽ chở cái dĩa lên mọi người. Đó. Cái dĩa này nếp bự quá. Kệ nó bị đưa quay. Con 1m26 thôi. Mặt cáo hơi bị dài nha mọi người. Vậy 1m41. Vào trong chảo để xoay bây giờ con sẽ bỏ hết xúc vào nha. Nó chăn ghê quá mọi người ơi. Con thấy cái này chiên nhanh hơn là chiên trong cà chảo luôn á. Chiên 3 cây luôn. Nó chăn kìa. Ôi! Nó nổ nổ ghê quá mọi người, nên con sẽ né nó nha. Nếu bằng dĩa mà nó đẹp hơn chiên bằng chảo nha mọi người. Nhưng mà nó nổ ghê hơn bằng chảo. Sợ quá. Nó khô hết dầu luôn mọi người. Đó, để cho là đẹp kinh khủng đẹp luôn mọi người. Tôi dẹp cái dầu, cái dĩa nhà tôi. Cái dĩa này đi dùng chứ không còn xài được nữa rồi. Chiều nay có người bị lấy mò bó đít rồi nha. Ủa? Ai vậy? Bà đó, bà làm hư cái dĩa đó. Bỏ thêm miếng dầu luôn rồi. Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Ôi. Xong. Rồi xong mọi người ơi, cái miệng của đớm ăn muối ăn mắm bể dễ thiệt rồi mọi người. Lắc đi giấu cái dĩa mọi người ơi. Đớm sẽ nói bà ngoại. Bà ngoại ơi, đớm làm bể dĩa rồi. Cái dĩa nó hư rồi, bây giờ chia bằng cái chảo chứ bóp tay mọi người ơi. Coi xúc xích nè mọi người. Cái dĩa chiên nhanh thiệt, đẹp thiệt nhưng mà bể dĩa, tốn dĩa thì tốn thiệt. Xong rồi đây, 4 cây mọi người. Có thể để kìa. Ủa. Tiếp tới là bắp tay nha. Rồi. Đó, bây giờ con sẽ rưới phô mai, con sẽ quấn phô mai nha. Đây nè, nồi cơm nó không được nóng nữa, không chảy dữ mọi người. Nó tràn không à. Ui. Nè mọi người hấp dẫn chưa? Kệ nó đi. Tất cái này. Trời ơi, hết ngoài rồi. Rồi ăn nha mọi người. Chấm cho mọi người.
Mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Ngon quá hơn. Đấm gỡ phô mai ra luôn rồi. Con làm lâu quá nên nó hơi bị cứng rồi. Nên vẫn ngon mọi người. Mọi người, cái này của con không nhiều chạy đường mọi người ơi, không tấu hài được nữa mọi người. Ăn mà chậm là con phô mai lát nó cứng rồi mọi người. Thôi hồi nãy là làm đẹp trước khi ăn xong rồi, bây giờ khỏi làm đẹp nữa, ăn không có khỏe. Thôi. Nó có mỡ quá. Ăn được miếng phô mai hạnh phúc quá. Ghê quá. Mọi người có bà đớm ăn mọi người. Ghê ai quá đớm ăn không được, phải cắt nhỏ ra. Mọi người, đớm với con có cái máy tấu hài trong áo rồi mọi người. Có cái tấu hài trong áo rồi nên nào ăn đớm cũng không tấu, không có bớt tấu hài nổi. Đớm nó ăn thật sự mà. Hôm nay tụi con sửa sạn đẹp hơn là đẹp, mặc đồ mới luôn. Và cuối cùng ăn thì gỡ qua. Nè, đó ăn cái này đi. Ăn nhiều từ từ cả hai cây. Đấm nhất răng hả? Mọi người ăn vậy mới đẳng cấp mọi người. Tụi con làm không đẳng cấp nổi rồi. Cấp đẳng thôi. Cảm ơn xúc xích. Tôi cảm ơn nguyên miếng xúc xích này. Chó ngầu. Cặp nguyên xúc xích cho nó ngầu. Miếng câu nè. Quả cũng mất luôn. Mọi người, nó khóc luôn. Tôi khóc luôn. Mọi người phải món ăn cảm động mà cô ăn phỏng lưỡi khóc rồi mọi người. Rồi hồi nãy nè, bị phỏng mấy bên này, không đây nữa. Ôi giờ đau lòng. Ăn không nổi luôn.
Mọi người còn cây này để lại cho chị Hai. Chị Hai đã mua sức giùm con. Thôi nhìn bà này xấu quá. Nằm yên nghỉ. Thế là trên bàn không còn gì nhé mọi người. Còn ba cây đó. Chí không còn cây xúc xích nào nha. Nè, còn cây nữa nè. Rồi có món ăn nào mới lạ thì mọi người nhớ comment cho con biết nha. Con sẽ làm. Rồi bây giờ tạm biệt mọi người nha. Bye bye.